Xin chào quý vị, những người con xứ nghệ Anh Pháp đang tiếp tục hành trình của mình tại giải đấu hạng nhất năm nay. Còn đối với Mỹ Đình 2 thì họ vẫn đang trở thành một biểu tượng của giải đấu hạng nhất. Họ vẫn đang ở đây sau bao nhiêu mùa giải. Và ngày hôm nay hai đội bóng sẽ đối đầu với nhau tại vòng đấu thứ hai trong lượt trận vòng bảng thứ hai của giải bóng đá hạng nhất Cúp Vietfootball 2022. Chào mừng quý vị và các bạn đến với trận đấu giữa Anh Pháp và Mỹ Đình 2. Quả thua 1-2 trước đội bóng tới từ Quảng Ninh. Như vậy hiệp 1 trận đấu giữa Anh Pháp và Mỹ Đình 2 đã được bắt đầu. Chúng ta sẽ cùng điểm qua đường xuất phát của đội bóng ở trong trận đấu ngày hôm nay. Số 11 Nguyễn Quang Tình mang bằng đội trưởng, số 27 Trần Thái Tôn, số 66 Nguyễn Hữu Tình, số 68 Lương Tố Như và cầu thủ mang số 95 Hoàng Ngọc Quân. Cầu thủ đã ghi bàn thắng duy nhất cho Mỹ Đình 2 trong trận đấu với TG. Với một tình huống đánh đầu rất đẹp mắt. Đá lòng ở vòng đấu trước thì Ngọc Quân được đưa vào sân từ hiệp đấu thứ hai trong đội hình của Anh Pháp. Nguy hiểm. Tiếp tục là pha phản xạ tốt của Đức Anh Hugo. Phát bóng lên dành cho Mỹ Đình 2. Sau tình huống cản phá vừa rồi thì Đức Anh Hugo cũng đã bị đau. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống này. Cú sút của Ngọc Quân vô tình đã tạo nên được cơ hội cho cao thủ. Không được. Bóng ngói ra. Trận đấu vẫn được tiếp tục, vẫn chưa có biến ở trong những phút vừa qua. Dứt điểm. Không vào. Rất nguy hiểm. Trọng tài xác định chưa có bàn thắng. Chúng ta sẽ phải chờ tới tình huống quay chậm. Cầu thủ xuất sắc nhất vòng đấu thứ nhất đã có tình huống cứu thua trên vạch vôi. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha bóng này. Pha vuốt bóng rất hay của Tôn Tép. Nhịp đầu tiên thì Đức Anh Hugo vẫn đã cản phá được trái bóng. Người sẽ thực hiện cú đá ngay. Pha thi đấu cảnh giác của Phan Mạnh. Thì Quang Tình là một trong những cầu thủ có khả năng sút phạt cực kỳ nguy hiểm. Dứt điểm không được. Pha đánh đầu của Sáng Đen. Và trong trận đấu với Mỹ Đình 2 thì anh lại có một pha bóng tương tự. Nhưng rất có thể đây sẽ là một tình huống phối hợp. Không phải, đó là cú đá thẳng. Bóng đi quá cao so với khung thành của Đức Anh Hugo. Được đưa về phía khung thành của Mỹ Đình 2. Tiếp tục là tình huống lấy bóng thành công. Bóng cho Mỹ Đình 2. Cơ hội đây rồi. Dứt điểm. Vẫn còn. Tiếp tục là cú ra chân. Vẫn không có bàn thắng. Tình huống bỏ lỡ của Đoàn Ánh. Anh đã mở ra khoảng trống để giúp cho đồng đội của mình có cơ hội dứt điểm. Tình huống ra chân của Đình Kỷ. Nhưng sau đó cú đá bồi của Đoàn Ánh cũng đã không thể giúp cho Mỹ Đình 2 có được bàn thắng. Hugo. Khá nguy hiểm. Bóng chạm đầu Đoàn Ánh. Tận dụng khả năng phát bóng tốt của Đức Anh Hugo và đội bóng lên trên rất nguy hiểm. Thì ông Nguyễn Đình Hưng được đăng ký là huấn luyện viên trưởng. Quang Tình và đội bóng lắt léo của Quang Tình nhưng đã không thể vượt qua được các cầu thủ Mỹ Đình 2. Vẫn là bóng dành cho Anh Pháp. Đưa bóng vào trong. Cơ hội dứt điểm. Không qua được đôi tay của Đức Anh Hugo. Tôn Tép bồi bóng ra tuyến 2 dứt điểm. Tiếp tục là cú đá của Anh Pháp. Tình huống diễn ra rất nhanh. Bài đá phạt góc khó chịu của Anh Pháp. Đáng tiếc là cú dứt điểm của Định Rio đã không thể vượt qua được dừng chân bên phía Mỹ Đình 2. Quang Tình cố gắng tìm ra góc sút. Quang Tình rất quái và đã cầu về quả đá phạt dành cho Anh Pháp. Tình huống vào bóng có lỗi của Văn An. Anh Pháp đang rất kỳ vọng vào tình huống này. Họ đang bố trí lực lượng để có thể gây nhiễu loạn cho hàng phòng ngự. Nguy hiểm. Cú đá thẳng chính xác vào khung thành của Đức Anh Hugo. Tình huống siết bóng rất khó chịu của Quang Tình. Bóng đi cuộn. Tìm thấy vệ tinh. Cầu về quả đá phạt rất khôn ngoan. Đã có tiếng còi trọng tài. Quả đá phạt tiếp theo dành cho Anh Pháp trong trận đấu ngày hôm nay. Tôn Tép cú đá 1-0 dành cho Anh Pháp. Hàng rào của Mỹ Đình 2 đã lọt trong tình huống vừa rồi. Tình huống mà hàng rào của Mỹ Đình 2 đã mắc lỗi để cho Tôn Tép có được một khoảng trống rất rộng và tung ra cú sút. Bóng đi qua một dừng chân. Lọt qua khe của Công Xavi và Đức Anh Hugo. Quang Tình xin coi liệu rằng có một pha điểm xạ tốt của số 11 hay không. Mỗi khi Anh Pháp có được cơ hội đá phạt thì đó cũng là lúc mà hàng phòng ngự của Mỹ Đình 2 gặp trao đảo. Không được. Bóng được phá đi. Quả đá phạt cho Anh Pháp. Quang Tình cú đá thẳng. Bóng đi hơi cao so với khung thành của Đức Anh Hugo. Tình huống mà Quang Tình đã quyết định một cách táo bạo, thực hiện cú đá thẳng về phía khung thành, chắn và khiến cho TG không thể làm gì và buộc phải chấp nhận kết quả thua chung cuộc 0-1. Cơ hội dành cho Anh Pháp dứt điểm 2-0. Chớp thời cơ rất nhanh và Định Rio là người đã ghi bàn. 2-0 dành cho Anh Pháp trong trận đấu này. Tình huống tranh chấp không thành công của Công Xavi đã mở ra pha phản công cho Anh Pháp. Và Quang Tình với một tình huống quan sát tuyệt vời đã đưa trái bóng tới vị trí thuận lợi để Định Rio tung ra cú sút đánh bại thủ thành Đức Anh Hugo. 2-0 dành cho Anh Pháp. Đức Lương cú đá rất căng. Phạt góc cho Anh Pháp. Tình huống mà Anh Pháp có nhiều giải pháp nhưng họ đã lựa chọn việc để Đức Lương tung ra cú sút. Bóng vẫn còn. Tiếp tục là cú ra chân. Phá dứt điểm của Tôn Tép. Phá bàn trung lộ không thành công. Thắng Tèo vẫn còn dành cho Mỹ Đình 2 dứt điểm. Cú đá. Không có bàn thắng cho Mỹ Đình 2 trong tình huống vừa rồi. Tình huống dứt điểm của Văn Cường. Mỹ Đình 2 vẫn đang khá bí trong những tình huống tấn công. Và trong lần hiếm hoi họ có được cơ hội dứt điểm. Và đúng vậy thì tiếng còi kết thúc trận đấu giữa Anh Pháp và Mỹ Đình 2 đã vang lên. Kết quả chung cuộc, Anh Pháp giành chiến thắng với tỷ số 2-0 với những bàn thắng được ghi có công của Tôn Tép cùng với Định Rio. Xin chúc mừng 3 điểm đầu tiên của Anh Pháp. Họ đã vượt qua Mỹ Đình 2, đội bóng đã có được 3 điểm đầu tiên ở trong vòng 1. Mỹ Đình 2 cùng Anh Pháp vẫn sẽ còn những mục tiêu ở trong những vòng đấu sắp tới, và buổi tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Anh Pháp và Mỹ Đình 2 của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại ở trong những trận đấu tiếp theo.